Lại xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Thì hôm nay lại có mặt và mang đến cho quý cô chú anh chị mình một miếng đất nha. Thì lời nói đầu tiên cho lại xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem video trong nước cũng giống như là ngoài nước ha. Đang xem video. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và nhiều niềm vui bên cuộc sống bên gia đình nha. Thì hôm nay lại có mặt tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì là có gửi đến cho quý cô chú anh chị mình một mảnh đất ha. Tổng diện tích là 4.410 m². Thì một cái điều đặc biệt trên đất của mình là có 200 mét thổ cư ha, 200 mét đất ở nông thôn. Thì cái giá chủ kêu bán á, là 1 tỷ 800 triệu ha. Đường của mình đường hiển thị nha. Đất thì đất trồng cây lâu năm ha, kết hợp và tại đất ở nông thôn. Thì có 200 mét thổ cư. Sau đây là sẽ đưa cái vệ tinh cho anh chị xem ha. Đây nè anh chị thấy rõ không ạ? Đó, thì 4.410 m² ha, tờ 14 thửa 3635 ha. Đó, thì ở Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai. Thì tổng diện tích là 4.410 m² ha, có đường hiển thị nè, đất trồng cây lâu năm, kết hợp đất ở tại nông thôn ha. Thì cái tổng diện tích đó là 4.410 m², chủ kêu giá bán á là 1 tỷ 800 triệu ha, 1 tỷ 800 triệu. Thì trên đất của mình, trên sổ đã có 200 mét thổ cư ha, 200 mét đất ở nông thôn. Thì thích hợp cho anh chị mình về làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Đó, thì mặt tiền của mình đó anh chị, là một bên, một tiền đằng trước nó được 31,3 ha. Còn phía sau là mình được 33 nha. Cái hậu dài một bên 141 và 142 ha. Đó, thì em đứng ngay vị trí ở đây ha. Rồi, thì vệ tinh em đưa lên cho anh chị cùng xem ha. Bây giờ sau đây là sẽ quay vòng quanh chi tiết mảnh đất cho anh chị mình cùng tham khảo nha. Thì đất của mình anh chị là có cắm cọc ha. Đây cái cọc lên anh chị ha. Cái cọc sắt này. Đó. Đó thì từ cái cọc này ha, chạy dài xuống là được 142. Còn bên kia, bên cái hàng rào bên đó, chỗ phía cái nhà đó, mình chạy dài lên là được 141 ha. Mặt tiền này thì được 31,3. Phía sau là mình được 33 ha. Và đằng trước là có một cái giống như là view cánh đồng để gió mát lưng lửng ha anh chị ha. Đây, view cánh đồng này ha. Đó, phía trước của mình, khu dân cư ở xung quanh rất là đông. Có cánh đồng rất là đẹp ha. Đó, đồng lúa bao la, bát ngát. Và sau đây là sẽ đi dọt miếng đất cho anh chị cùng xem ha. Của mình này, có giếng anh chị, đây có cái giếng sẵn này ha. Đất mình có cái giếng sẵn, ở đây thì có điện giếng nước đầy đủ ha. Đất của mình thì có hơi đồi một tí anh chị, hơi truyền đồi một tí. Đất này thì trên đất thì hiện tại thì cũng chưa có gì hết ha. Bây giờ đất đại loại như là đất trống nha anh chị. Đó, đại loại đất trống nè. Trên đây thì chủ họ đang trồng tràm ha. Chủ họ đang trồng tràm. Và đất của mình nó có lơ, ở trên này thì nó bằng bằng nè. Ở trên nó có cái đồi ha, ở dưới nó chìm nhẹ xuống nè. Cái này mình thích hợp làm cái view cũng được ha anh chị. Đó, nhìn xuống rất là đẹp ha. Rất là thoáng mát. Bên cạnh có cái nhà nè ha, có khu dân cư. Phía trước mình có cánh đồng và có 5 căn nhà bên đó ha. Còn kế bên mình thì có 3 căn nhà nữa nè. Một căn nè, hai căn nè, 3 căn nhà ha. Bên đây cũng có 3 căn nữa nè. Nói chung là nhà cửa xung quanh khu dân cư ha. Đất thì
Hiện tại thì chủ chỉ đang trồng tràm thôi, không có loại cây ăn trái gì hết. Trồng tràm á, cái tràm là cây keo á chứ, cây keo là có người họ kêu bạch đằng á. Thì đất của mình thì kế bên đây nè, có rào lưới B40 xung quanh rõ ràng ha. Đó, đất mình thì dạng như đất đồi ha, nhưng mà đồi không có cao lắm, nó chì nhẹ lắm thôi. Thì đất mình cũng có một hai cây ăn trái nè, cây vú sữa, em thấy có cây vú sữa rồi, rồi cây chuối, rồi ổi này kia ha. Đó, đất của mình anh chị ha. Cái này thì không có cây ăn trái gì, cái này thì nói chung làm rẫy làm nương thì nó cũng ok lắm, nhưng mà cái này thì cũng thích hợp cho anh chị mình làm một cái view, một canh tác cái view nghỉ dưỡng ha. Đó thì đây nè, ở đây có cái đồi sẵn ha, mình canh tác mình khai thác nhẹ ra thôi, rồi mình làm cái view nghỉ dưỡng ha. Trên đây cái đồi mình cất cái nhà tiền chế gì đó hoặc là nhà cấp 4 ha. Thì theo lời nghĩ thì nếu mà làm cái view thì các nhà tiền chế đẹp hơn. Ở trên cao nhìn xuống này nè, có cái đồi nhẹ nhẹ nhìn xuống đó. Gió ở dưới lúa, lúa gió gió mạnh mạnh hiu hiu ha. Nhìn phong cảnh hữu tình rất là đẹp ha. Đó, thì đây, đây là đi qua bên này đây. Quay khúc và giáp ranh bên này cho anh chị cùng xem ha. Thì ranh giới của mình có rào lưới B40 xung quanh ha anh chị ha. Ranh giới rõ ràng, có cắm cọc đầy đủ hết. Đó, đây view nè. Này mình làm cái view nghỉ dưỡng là rất là thích hợp ha. Chứ làm nương làm rẫy thì nhiều khi mình khai thác mình canh tác mình khai thác ra đồi á, thì mình leo lên leo xuống nó cũng hơi cực một tí cho anh chị. Đó, phía trước mình là cánh đồng lúa nè, ha. Cánh đồng lúa nè, rất là đẹp. Xung quanh nhà cửa ở xung quanh ha. Đó, thì ở đây là khu dân cư ha. Khu dân cư xung quanh. Ở phía trong này còn tới 8 cái nhà nữa anh chị. Phía trong đó còn 8 cái nhà nữa. Rất là đông. Đó, xung quanh đây nè, phong cảnh hữu tình ha, rất là đẹp. Đó, cánh đồng lúa nè. Rất là đẹp. Thì đất của mình anh chị là có tổng diện tích là 4.410 mét vuông ha. Trên đất của mình thì trên sổ đã có sẵn 200 mét thổ cư ha, và miếng đất này là sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, sang tên công chứng ngay chính chủ ha. Thì tổng diện tích đó, chủ muốn bán là 4.410 mét vuông, có 200 thổ cư. Chủ kêu giá bán là 1 tỷ 800 triệu nha, 1 tỷ 800 triệu. Đường này thì xe hơi vào được ha, tại vì bên đây nó vướng cái cỏ đường vô tới đây nè chị, gần sát gốc dừa luôn, nhưng mà cỏ nó đi ra ngoài á, cho nên con đường nhìn nó còn khoảng 3 mét thôi, nhưng mà thực chất nó tới 4 mét, 4 mét rưỡi ha, xe hơi vào tận nơi. Thì đường này đường hiển thị ha, ranh giới rõ ràng, pháp lý rõ ràng, tên chính chủ sang tên công chứng ngay. Cái đường này của mình anh chị, mình đi ra đường bê tông, mình đi ra của mặt tiền bê tông là 50 mét, từ bê tông đó đi ra đến đường nhựa của quốc lộ 20 luôn. Mình đi ra đường nhựa ha, đường nhựa chính của Gia Canh là đâu đó là 1 km thôi. Thì từ đường nhựa chính Gia Canh đó mình ra quốc lộ 20 nữa là tầm khoảng 2 cây rưỡi đó ha. Nói chung là từ miếng đất của mình đi ra đến quốc lộ 20 của km 115 Gia Canh Định Quán Đồng Nai. Thì mình từ đây mình đi ra đến chỗ quốc lộ 20 á là đúng 4 km ha. 4 km đổ về là mình đến quốc lộ 20. Ở đây khu dân cư sầm uất luôn ha. Thì ra đến quốc lộ 20 á, anh chị mình rẽ phải nè, anh chị mình về thành phố Đà Lạt là 180 cây.
Còn mình rẽ trái, mình sẽ về thành phố Hồ Chí Minh là 115 cây ha. Đất của mình thì nằm hướng Tây Nam nha anh chị. Đất của mình nằm hướng Tây Nam nha. Hướng Tây Nam. Rồi thì lại xin cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đang xem video trong nước cũng giống như là ngoài nước. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem video của Lợi ha. Thì Lợi xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe bên gia đình, bên cuộc sống ha. Có công việc thuận lợi rồi sức khỏe dồi dào nha. Rồi Lợi xin cảm ơn rất nhiều. Cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh và bấm like và theo dõi kênh của Lợi để xem video Lợi ra hàng ngày nha. Rồi thì cho Lợi xin nhắc lại lần nữa ha. Đất của mình là có tổng diện tích đó. Tổng diện tích là 4.410 m², trên đất có 200 m thổ cư ha, 200 m ở nông thôn. Thì pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng sang tên công chứng ngay. Giá chính chủ muốn kêu bán là 1.800.000.000 nha. Rồi thì Lợi xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cô chú anh chị có thiện chí thì alo cho Lợi ha. Lợi có để số điện thoại ở dưới bên phần mô tả và thông tin chi tiết đầy đủ ha, bên nội dung mô tả nha. Rồi Lợi xin cảm ơn rất nhiều.